chào mừng mọi người đến với kênh Vợ Việt Travel của Sương Nga. Bữa nay Sương sẽ quay cho cả nhà xem về cái khu bờ sông có tên là George Town. Khu này thì có lịch sử lâu đời. Ở đây có rất là nhiều cái nhà hàng hải sản. Đi xuống xong rồi quẹo phải chỗ này có cái quán cà phê á. Có rất là nhiều bạn đang ngồi đây uống cà phê ngắm cảnh nè, thấy cũng đẹp lắm nè. Giờ mình đi qua cái cầu này để qua bên bờ kinh bên kia ha. Đây cái tòa tháp nè. Cái tòa tháp đóng cửa nó không có cho đi lên. Mà xong này ngồi ngắm cái bay nhưng mà chiều giờ á nó nắng nó chói quá nên là không có nhìn thấy rõ. Ở đây có rất là nhiều cái cây này, cây kiểng nè, trái đỏ tươi đẹp ghê luôn á, mà mình không biết nó là gọi là cây gì. Có ai biết thì comment cho mình biết nha. Ở đây có nguyên một hàng cây đỏ luôn nè, trời nhìn đẹp ơi đẹp luôn á. Để mình quay lại sát cho cả nhà coi. Đỏ đỏ rực luôn. Nhìn nguyên một hàng luôn, nguyên một dãy luôn, nhiều cây lắm luôn, đẹp quá đẹp luôn. Chỗ này có cái bậc thềm nè, để cho mình bước xuống nè, để mình ngắm cảnh nè. Chỗ này có quá trời bồ câu đang đứng tắm nắng nè. Mình đứng mình quay nó mà nó không hề quan tâm, đứng sát quay sát luôn nè, mà nó không hề quan tâm mình là ai hay gì hết, nó cứ kệ mình vậy đó. Cái mình đi qua khu nó luôn, sau lưng nè, đi sát bên luôn mà nó cũng không có hề nhúc nhích hay là động đậy gì, không quan tâm. Tại vì mấy con này được bảo vệ, nhà nước bảo vệ, không có ai bắt ăn thịt nó nên là nó đâu có sợ đâu. Đó nè, người ta đứng cả bầy cả đàn cả gia đình, còn anh này anh không thích chơi với ai hết trơn, anh ra anh đứng mình. Thường thường ở đây là cuối tuần đông lắm luôn, nhất là thứ bảy chủ nhật á. Còn mình đi ngày thường á thì đa số là trưa hoặc là chiều á thì họ làm việc xong á họ mới ra đây ăn tối rồi ngắm cảnh. Còn mình đi giờ này cho ít người tí, đông quá Covid còn. Cái nhà hàng này ở đây á, họ để mấy cái bàn ở ngoài giống vậy nè, mà họ chùm lại để cho nó cản gió, chứ mùa đông ở đây gió lạnh lắm nên là họ sợ lạnh á. Mà ở trong á thì có rất là nhiều bàn ghế nhưng mà họ cũng không thích ngồi ở trong, tại vì mùa dịch á nên là họ thích ngồi riêng biệt ở ngoài giống vậy nè. Để mình quay lại gần cho cả nhà coi đó. Cái bàn giả quyên bạn bè gia đình gì cái ngồi ở ngoài giống vậy là riêng biệt, không có sợ tiếp xúc nhiều người gì hết trơn á. Khu vực này có rất là nhiều nhà hàng hải sản tập trung ở đây nè. Ra đây ngắm cảnh người ta đi bộ rồi ăn uống ngồi hóng mát. Chiều mà hóng mát không nổi đâu nha cả nhà. Lạnh quéo luôn á. Ở đây thì còn sớm, bây giờ mình đi ra cái giờ này là mấy giờ? 2 giờ rưỡi chiều. Nên là nó còn ấm, chứ còn mà xuống mặt trời mà xuống rồi thì nó rất là lạnh luôn á. Tại vì có gió, khu này nó là bờ sông á, nó có nhiều gió nên là rất là lạnh. Có rất là nhiều người ra đây hóng gió xong rồi đứng hình hết một giây ngang cả nhà. Giật mình.
Mình đi ra giờ này nó vắng chứ lúc trước mình đi ra đông lắm. Người ta ra đây á, dắt con rồi ra hóng gió ngoài này á. Ở đây có sân trượt băng nữa nè. Mấy đứa nhóc nó xuống đây nó trượt băng này cũng dễ thương ghê. Đây nè. Để mình đi lại gần cho cả nhà xem. Đây. Có trượt băng á, mình sợ lắm, không dám trượt. Tối mình nghĩ là tối ở đây chắc là nhiều người trượt lắm. Giờ này tối ta dắt con người ta đây trượt á, giờ này còn sớm quá nên là người ta không có rảnh để dắt con ra đây. Giờ mình đi qua cái hướng bên xa chút xíu để quay cái cảnh vòng vòng cho cả nhà xem. Có hai con chim hải âu, nó đi mắc cười quá, mình thấy mắc cười quá, mình cũng quay cho cả nhà xem. Hồi lúc giữa tháng 9 mình có hẹn với cặp vợ chồng bạn tới chỗ này ăn hải sản nè. Mà cái nhà hàng lúc đó hên là mình đặt trước á, mình đặt bàn trước mà mình tới mình vẫn đứng chờ thêm 10 phút nữa mới có bàn để ngồi đó. Mà bữa nay thì không phải là ngày cuối tuần á, nên nó vắng, mà với một phần mình đi cũng không có phải là giờ chiều á, nó vắng như vậy nè. Giờ mình đi đi qua cái hướng bên cái nhà hàng bên đó, đó là cái bữa mình ăn ở đó, mình quay gần gần cho cả nhà coi. Đốt những cái này cho nó ấm nè, ai thích ngồi những cái bàn giống vậy á ngồi nó ấm. Cái nhà hàng hải sản ba bữa mình ăn cái nhà hàng này nè, Farmer Fish Baker nè, bữa mình ăn ở đây, bữa nay vắng te, bữa ngồi không có có chỗ luôn á, nên là bữa nay thấy mấy con chim nó đang giành miếng bánh mì nè, mắc cười quá. Trời ơi, bánh nhà không bánh lộn nữa kìa trời. Ăn có hết đâu mà nó lộn chi vậy, không biết nữa. Cảm ơn cả nhà đã cùng mình ngắm cảnh bờ sông của Georgetown nha. Nếu mọi người thích thì hãy like, share và đăng ký kênh của mình. Và nhớ bấm hình quả chuông để nhận được thông báo khi mình có video mới. Cảm ơn cả nhà nha. Bye bye.